Lời nói đầu tiên con xin chào các thầy, các cô. Trong mùa dịch này con được đọc rất nhiều sách. Con đã ghi lại tất cả các sách mà con đã được đọc trong một cuốn nhật ký. Sau đây con xin thuyết trình cuốn nhật ký đọc sách của con. Con chào các thầy cô, con tên là Ngô Nguyễn Khánh Lam, con là học sinh lớp 42 trường tiểu học Nguyễn Thị Định. Con sinh ngày 22 tháng 6 năm 2012, thuộc cung cự giải. Sở thích của con là đọc sách, vẽ tranh và xem YouTube. Trong những người thích đọc sách mà con biết, con rất hâm mộ ông Bill Gates. Bill Gates là một doanh nhân người Mỹ, là nhà từ thiện, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft. Những người theo dõi vị tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates đều biết rằng ông không chỉ đam mê kinh doanh mà còn rất yêu sách. Để đọc sách hiệu quả, con đã ghi lại 5 cách như sau. Một là lên kế hoạch cho việc đọc sách. Hai là tập trung khi đọc sách. Ba là ghi nhớ nội dung quan trọng của cuốn sách. Bốn là viết cảm nhận về cuốn sách. Năm là đọc sách một cách chọn lọc. Có một câu nói của ông Barack Obama là cựu tổng thống Mỹ mà con rất tâm đắc là vào khoảnh khắc mà chúng ta quyết thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi theo một cách tốt đẹp hơn. Quyển sách đầu tiên mà con muốn giới thiệu là quyển sách Những bí mật kỳ diệu dành cho học sinh của nhà xuất bản Phụ Nữ Phát Hành do tác giả Thỏ Dương Dương và người dịch là Phúc Bình. Trong quyển sách chia ra làm 4 phần lớn là những loài rắn độc, câu chuyện của những vị vua, những sát thủ nhỏ bé, thực vật nguy hiểm. Trong quyển sách này, nó giới thiệu cho con rất nhiều động vật và thực vật nguy hiểm mà con thấy rất thú vị, như là cây thông đỏ. Cây thông đỏ là một loài thực vật cực kỳ quý hiếm ở Việt Nam. Cây thông đỏ được tìm thấy tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và một số địa khác như tỉnh Lâm Đồng. Trong dân gian, lá thông đỏ được dùng để trị say, trị hen
Quyển sách thứ hai là quyển sách con giới thiệu con cũng rất thích, là quyển sách Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi, có tựa là Tâm hồn cao thượng. Quyển sách này do nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, gồm 18 mẫu truyện nhỏ của nhiều tác giả, trong đó con thích nhất là hai câu chuyện, đó chính là Mẹ yêu con nhất và Món quà đặc biệt. Câu chuyện Mẹ yêu con nhất, con đã quay clip để tham gia giới thiệu sách của tổ chức và con đã đạt giải ba. Câu chuyện thứ ba mà con giới thiệu là câu chuyện Gương sáng người xưa của nhà xuất bản Đồng Nai, gồm 20 quyển truyện ngắn như là Thừa cung chăn heo khổ học, Lộ ôn thư chép sách trên lá bột. Trong đó có một câu nói của quyển sách mà con rất thích là sự thành công nào cũng phải có sự chăm chỉ, không ngừng học hỏi. Các doanh nhân chính là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Câu chuyện tiếp theo mà con muốn giới thiệu là câu chuyện Chuột túi đưa thư của nhà xuất bản Mỹ thuật phát hành, lời của Lữ Lệ Na. Và sau khi đọc xong câu chuyện, con thấy câu chuyện khuyên chúng ta là sống có trách nhiệm là đức tính mà một công dân tốt cần có để trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội. Các bộ truyện mà con định đọc tiếp theo là Hoàng tử bé, bộ truyện của Nguyễn Nhật Ánh và Em yêu thiên nhiên. Cuối cùng, con xin giới thiệu với thầy cô một bài thơ do chính con tạo ra để tặng mẹ Thảo của con vào năm 2020. Bài thơ có tựa đề là Gia đình. Gia đình em hạnh phúc, mọi người đều thương em, giúp đỡ nhau mọi việc, sống trong tình yêu thương. Mẹ em thương em lắm, dạy em rất nhiều điều, ba của em cũng vậy, vui cùng em mỗi ngày. Anh hai em học giỏi, em noi gương theo anh em chơi với em những trò chơi thú vị. Cũng rất là vui. Con mong rằng các bạn cũng đọc sách nhiều như con. Con cảm ơn thầy cô đã nghe con thuyết trình. Con chúc các thầy cô nhiều sức khỏe.